Chào mừng tất cả anh em đến tới thông bay lóc kênh giải trí Chúc cả nhà xem clip vui vẻ Bậc thầy Đi bộ, tác giả Đỗ Trí Hùng Những ngày gần đây cõi mạng ồn ào về hình ảnh một nhà sư đi bộ Nhà sư này có pháp danh thích minh tuệ vài người trẻ tuổi phản biện kiểu Đi bộ suốt ngày thế để chứng tỏ điều gì? Tự làm khổ mình để thành Phật chăng? Nếu ai cũng đi khất thực thì ai sẽ lao động? Đất nước này sẽ đi về đâu? Cái kiểu đặt câu hỏi này, dù rất tôn trọng lớp trẻ học nhiều hiểu rộng, tôi vẫn phải thốt lên. Sao mà ngu lấy ngu để? Ngu không để đâu cho hết ngu vậy trời. Hỏi thế chắc khi xem Messi đá bóng, lại thốt lên ai cũng thần tượng rồi học theo messi đi đá bóng hết rồi lấy ai lao động làm ra của cải vật chất đất nước sẽ đi về đâu hả ông giời rồi khi xem phim lại thang ai cũng thần tượng học theo trấn thành làm phim thì lấy ai lao động sản xuất làm ra của cải đất nước sẽ đi về đâu hả giời rồi thậm chí đến nhà toán học hay nhạc công thiên tài cũng bị tra hỏi nếu ai cũng thần tượng rồi học theo ông ngô bảo châu ông đặng thái sơn cứ suốt ngày ngồi làm toán với chơi đàn, thì lấy ai lao động sản xuất, đất nước này sẽ đi về đâu hả dời. Thế giới cổ kim có nhiều nhân vật vĩ đại, nhưng có ba ông được lịch sử tư tưởng đánh giá ngang hàng, chính là Socrates, Chúa Jesus và Đức Phật. Ba vị này sẽ lưu danh đến muôn đời như ba bậc thầy thức tỉnh loài người khỏi cõi u mê tâm tối. Dù đến nay, hàng ngàn năm đã trôi qua, Nhân loại chưa hẳn đã thức tỉnh như mong muốn của họ thì ít nhất nhờ họ mà nhân loại giả từ kiếp cầm thú Và Cả ba vị này giống nhau y chang ở chỗ Họ không có nhà cửa Không cần nhà cửa Họ không có chức vụ và không cần chức vụ Thậm chí họ chẳng cần cả món ăn theo nghĩa hốc đẩy tể lấy ngon miệng như quý vị bây giờ Và Họ cứ lang thang đi bộ khắp nơi Đi suốt ngày Nên nhớ trong ba vị, thì một vị từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ ngôi báu. Một vị được mệnh danh, người thông minh nhất Hy Lạp đã từng được mời làm quan, được ban ghế thủ lĩnh hội đồng tư vấn cho chính quyền, và vị nữa thì các tín đồ xin được quyên góp xây điện để ngài ngự và giảng đạo. Nhưng, các vị ấy đã chọn lăng thang đi bộ, ăn uống tạp nham, mang trời chiếu đất, để làm gì vậy? Và Loài sâu bọ luôn có câu trả lời thay cho sư tử. Bằng cái bụng của loài sâu bọ. Thế mới buồn cười. Về sự đi bộ bền bỉ thì Socrates là người đi ít nhất. Ông chỉ loanh quanh trong thành Athens và tháng đôi lần vẫn rẽ về nhà để nghe vợ chửi. Người đi thứ nhì chính là Chúa Giêsu. Thời kỳ đầu ngày chỉ giảng bài quanh vùng Galilea, phía bắc Israel ngày nay và vài chuyến đến Jerusalem im tức Jerusalem và không xa hơn đứng đầu trong ba vị chính là đức phật ngài quả nhiên có sức lực vô biên cả sự nghiệp hoàng pháp của ngài ngài đã băng qua đồng bằng sông hằng bao la qua vương quốc kosala thuộc nepal hiện tại đến tận xứ ma kiệt đà tức vùng bắc ấn độ qua rất nhiều vương quốc nhỏ giữa các địa danh trên thật là kỳ tích vĩ đại câu hỏi là nếu cả ba vị thầy này đi bộ chỉ để giảng pháp giảng triết học giảng lẽ đời thì, như phần một tôi đã nói, họ chỉ cần ngồi xuống lập tức đệ tử sẽ bu đến, và nơi họ tọa sẽ thành học viện, thiền viện, hàng lâm viện. Vậy vì sao họ cứ đi bộ lang thang như kẻ vô gia cư, với những điều kiện sinh hoạt nhếch nhác như ăn mày? Giờ các bạn hình dung, nếu có một thằng trọc mặc áo cà sa, tay đeo đồng hồ Rolex Thụy Sĩ, bước lên xe hơi mẹt sờ đùi, tọa trong quả tháp bọc vàng, và rao giảng cho chúng sinh về buông bỏ về việc coi của cải là phù du coi vật chất là vô thường coi cám dỗ là căn nguyên của nghiệp chướng thì các bạn có tin được không chắc bạn phải ngu lắm mới tin giống như quan to vừa giảng đạo đức vừa ăn cắp vừa nói về công chính vừa chịch phò vừa hô khẩu hiệu hy sinh cho lý tưởng vừa vơ vét của cải của bách tính găm hết vào với vợ ba nhà tư tưởng bậc thầy của nhân loại họ dấn thân vào con đường tìm lý tưởng tìm đạo hướng tới tự do tinh thần và sự cao cả và họ dứt khoát khước từ mọi ràng buộc trần thế họ thực hiện đời sống của họ hoàn toàn trùng khít với tư tưởng của họ họ khước từ mọi ràng buộc vật chất để đạt được sự độc lập tối đa và sự thiếu vắng hoàn toàn mọi ràng buộc đã khiến họ đạt được sự tự do vô hạn của mình họ mới là bậc thầy là bậc chí thánh của loài người và ông thích minh tuệ. Rất có thể ông và những người cùng dòng tu khổ hạnh chỉ đang muốn dấn thân trải nghiệm cuộc đời của sư tổ. Những kẻ trần tục và hạng hẹp thấy ông ấy như đang tự đầy đọa. Ai mà biết, trong tâm ông ấy hoàn toàn là sự thanh thản, sự tự do tuyệt đối. Cần phải bố thí cho thằng thích chăn bò ở chùa gì vài lời. Thằng này thì ai cũng biết, trừ lũ mê muội là hạng sư chăn bò. Vơ vét tiền cúng dường và tọa trong chùa to thấy thiên hạ tự dưng ca ngợi ông sư khổ hạnh kia thì nó sợ mất khách. Nó đăng đàn thoá mạ ông ấy. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Thích chăn bò đừng lo lắng. Vẫn còn nhiều bò cho ngài chăn.